Hi guys, welcome back to lejahai.com. Our lesson today is lesson 4B, grammar. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lejahai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đã là bài học 4B, ngữ pháp. Trong bài học này, cô và các em sẽ cùng nhau học về present continuous, thì hiện tại tiếp diễn, hình thức khẳng định, phủ định và nghi vấn. Bây giờ cô và các em sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Activity 1. Read the theory box, write the inform, then read them aloud. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy đọc bản lý thuyết, viết hình thức của động từ thêm ing, sau đó đọc lớn chúng. Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bảng trên này. Bảng trên này chúng ta sẽ được học về present continuous, thì hiện tại tiếp diễn, affirmative, negative, hình thức khẳng định và phủ định. Thì bên dưới đây chúng ta có một bảng với 3 cột và 4 hàng. Cột đầu tiên, cô có các hình thức chủ ngữ. Cột thứ hai là cô đang chia ở hình thức khẳng định. Cột thứ ba là hình thức phủ định. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, đó là chủ ngữ ngôi thứ nhất số ít. Thì cô có chủ ngữ ở đây là I, sẽ đi với to be là am. Tiếp theo, động từ cô thêm in, hoặc viết tắt là chữ M và động từ thêm in, đó là hình thức khẳng định. Tiếp theo, hình thức phủ định thì cô sẽ có chủ ngữ cộng động từ to be là am, sau đó not, cô thêm not ở sau động từ to be và động từ thêm in, viết tắt chữ M not sleeping. I am sleeping nghĩa là tôi đang ngủ. Tiếp theo, I am not sleeping, tôi thì không đang ngủ. Thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ dịch các hành động là đang làm gì đó. Tiếp theo, hàng thứ hai đó là chủ ngữ ngôi thứ hai số ít. Cô có chủ ngữ ở đây là you. Thì chủ ngữ là you thì sẽ đi với to be là are. Sau đó cô cũng cộng với động từ thêm in, viết tắt là đây. You are sleeping nghĩa là bạn đang ngủ. Tương tự, câu phủ định thì cô sẽ thêm not sau động từ to be. Thì cô sẽ có câu như sau. You are not sleeping, bạn thì không đang ngủ. Động từ cô cũng thêm in, đây là hình thức viết tắt. Hàng thứ ba đó là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Thì cô có những chủ ngữ đó là he, she, it. Ngoài ra thì chúng ta còn có những danh từ số ít và tên riêng, cũng gọi là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Thì những chủ ngữ này cô sẽ đi với động từ to be là is, và động từ cô thêm in, sleep thêm in sẽ là sleeping. He is sleeping, anh ấy thì đang ngủ. Và đây là hình thức viết tắt. Tiếp theo, câu phủ định thì chúng ta cũng thêm not sau động từ to be, và động từ sleep thêm in sẽ là sleeping. He is not sleeping, anh ấy thì không đang ngủ. Và đây là hình thức viết tắt. Tiếp theo, đó là chủ ngữ ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba số nhiều. Thì cô có những chủ ngữ đó là we, you và they. Thì đây là những chủ ngữ số nhiều, thì cô sẽ đi với động từ to be là are. Động từ sleep cô thêm in sẽ là sleeping. We are sleeping, you are sleeping, they are sleeping. Chúng tôi thì đang ngủ, bạn thì đang ngủ và họ thì đang ngủ. Đây là hình thức viết tắt. Tiếp theo đó là câu phủ định. Câu phủ định thì các em thêm not sau động từ to be. Cô có câu we are not sleeping, chúng tôi thì không đang ngủ. Đây là hình thức viết tắt. Động từ các em cũng thêm in. Thì đó là nội dung của bảng. Và cô có ví dụ như sau. Look, Barry is playing basketball. He isn't playing football. Hãy nhìn kia, Barry thì đang chơi bóng rổ. Anh ấy thì không chơi đá banh. Các em có thể thấy ở đây cô có chủ ngữ là Barry, là chủ ngữ tên riêng số ít, nên cô sẽ đi với động từ to be là is. Đây là hình thức viết tắt của nó. Động từ play thêm in sẽ là playing. Tiếp theo, cô có hình thức phủ định. Chủ ngữ của cô đây là he, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Đi với to be là is, thêm nó sẽ là is not, viết tắt là isn't. Động từ play cô cũng thêm in. He isn't playing là anh ấy thì không chơi. Và sau đây cô có một lưu ý về cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn như sau. Note, lưu ý. We use the present continuous for action happening now. Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những hành động đang xảy ra bây giờ. Đó là cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.
Cô có ví dụ he's sleeping now. Anh ấy thì đang ngủ bây giờ. Time expression used with the present continuous today, now, at the moment. Các từ biểu thị thời gian được sử dụng với thì hiện tại tiếp diễn đó là today, now, at the moment. Có nghĩa là đối với những hành động đang xảy ra bây giờ, đang xảy ra lúc chúng ta nói hoặc đang làm thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Và thông thường những từ chỉ thời gian đi với thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta có những từ như today, now, at the moment. Ví dụ ở trên này thì các em có thể thấy ở đây cô có từ chỉ thời gian đối với thì hiện tại tiếp diễn là now, bây giờ. Today có nghĩa là hôm nay, now, bây giờ, at the moment là tại khoảnh khắc, bây giờ. Và tiếp theo, cô có một lưu ý tiếp trước khi chúng ta tiến hành làm bài tập hoạt động số 1. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu spelling rules, quy tắc phát âm in, ending, động từ thêm in, kết thúc, most verb. Tất cả các động từ thì khi thêm in, các em chỉ cần thêm in bình thường. Cô ví dụ go, thì cô sẽ thêm in là going. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, verb ending in consonant and e. Động từ kết thúc bằng phụ âm sau đó tới nguyên âm e, thì các em sẽ bỏ nguyên âm e đi và thêm in. Cô ví dụ dance, thì các em có thể thấy ở đây kết thúc bằng phụ âm là c và âm e, thì cô sẽ bỏ e thêm in, sẽ là dancing, nhảy và đang nhảy. Quy tắc tiếp theo, verb ending in the straight vowel between two consonants, double consonant and plot in. Có nghĩa là động từ kết thúc ở trọng âm là nguyên âm ở giữa hai phụ âm thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm và thêm in. Thì các em có thể thấy ở đây shop, cô nhấn ở nguyên âm o và nguyên âm này thì đang đứng ở giữa phụ âm h và p. Vậy thì khi đó cô sẽ gấp đôi phụ âm cuối đó là phụ âm p và cô thêm in, shop sẽ là shopping. Tiếp theo, mua sắm và đang mua sắm. Tiếp theo, verb ending in L, double the L and plus in. Quy tắc thứ tư đó là động từ kết thúc bằng phụ âm L thì khi đó các em sẽ gấp đôi phụ âm L và thêm in. Cô ví dụ travel, thì các em thấy ở đây kết thúc bằng phụ âm L thì cô sẽ gấp đôi phụ âm L, sẽ là traveling, du lịch và đang đi du lịch. Quy tắc cuối cùng, verb ending in IE, drop IE and add Y and plus in. Động từ kết thúc bằng nguyên âm IE thì các em sẽ lược bỏ IE và chuyển thành I dài, sau đó cộng động từ thêm in. Cô ví dụ die, thì các em có thể thấy ở đây động từ của cô kết thúc bằng hai nguyên âm I và E, thì khi đó cô sẽ bỏ hai nguyên âm này đi và chuyển hai nguyên âm này thành I dài và cô thêm in là dying. Die là chết và dying là đang chết. Đó là nội dung các quy tắc của cô. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài tập số 1. Chúng ta sẽ hoàn thành hình thức thêm in của 8 động từ này. Want, drink, thì drink nó không nằm trong những quy tắc này thì cô sẽ thêm in bình thường, sẽ là drinking, uống và đang uống. Tiếp theo, marvel có nghĩa là ngạc nhiên. Các em có thể thấy nó nằm trong trường hợp thứ tư là kết thúc bằng phụ âm L thì khi đó cô sẽ gấp đôi phụ âm L và thêm in, sẽ là marveling, lấy làm ngạc nhiên. Tiếp theo, treat, take, lấy, thì các em có thể thấy ở đây kết thúc bằng nguyên âm E, nó nằm ở trong trường hợp thứ hai thì cô sẽ bỏ nguyên âm E và cô thêm in, sẽ là taking, lấy, cầm. For, run, chạy, thì các em có thể quan sát thấy động từ run ở đây của cô nó được nhấn ở nguyên âm u và nó nằm ở giữa hai phụ âm r và n, khi đó cô sẽ gấp đôi phụ âm cuối và thêm in, sẽ là running, đang chạy. Tiếp theo, find story,
Thì story nó cũng nằm trong trường hợp đầu tiên, đó là tất cả các động từ thì thêm ing bình thường. Vậy thì cô sẽ thêm ing bình thường sẽ là studying, đang học. Tiếp theo, sit, put thì có nghĩa là đặt, để, thì nó sẽ nằm ở trong trường hợp thứ ba. Nó được nhấn ở nguyên âm và nằm giữa hai phụ âm thì cô sẽ gấp đôi phụ âm cuối và thêm ing. Phụ âm cuối của cô ở đây là T. So cô sẽ gấp đôi T và thêm ing là putting, đang đặt, đang để. Seven, lie, nói dối hoặc nằm thì nó sẽ nằm ở trong trường hợp cuối cùng. Nó kết thúc bằng nguyên âm I và E, thì khi đó cô sẽ bỏ I E và chuyển thành I dài và thêm ing sẽ là lying, đang nằm. Tiếp theo, eight, come, đến. Nó kết thúc bằng nguyên âm E. Nó nằm trong trường hợp thứ hai thì cô sẽ bỏ nguyên âm E và thêm ing sẽ là coming, đang đến. Thì đó là nội dung hoạt động số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 2. Complete the sentences. You listen, write, eat, watch, hear and serve in the present continuous. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy hoàn thành những câu sau. Sử dụng listen, write, eat, watch, have and should ở thì hiện tại tiếp diễn. Thì bên dưới đây cô có 6 câu như sau. Đầu tiên, để hoàn thành nội dung các câu này thì cô sẽ tóm tắt công thức về thì hiện tại tiếp diễn như sau. Ngữ pháp thì hiện tại tiếp diễn. Vậy thì cô có hình thức khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn, cô sẽ có công thức. Đó là chủ ngữ cộng động từ to be. To be của cô ở đây là am, is và are. Sau đó cô cộng với động từ thêm ing. Tiếp theo, hình thức phủ định thì cô có công thức chủ ngữ cộng động từ to be. To be của cô ở đây cũng là am, is và are, thì tùy thuộc vào những chủ ngữ cô đã giải thích ở trong bảng rồi. Tiếp theo, cô cộng not và cộng động từ thêm ing. Thì đó là hai công thức mà cô và các em vừa tìm hiểu được trong hoạt động số 1. Các em hãy ghi nhớ hai công thức này để chúng ta có thể áp dụng làm bài tập trong hoạt động số 2. Bây giờ thì cô sẽ quay lại bài tập. Cô có ví dụ one, the dog is eating now. Các em có thể thấy trạng từ chỉ thời gian cô đang sử dụng ở đây là now. Chủ ngữ là the dog, là một con chó, thì nó sẽ đi với động từ to be là is. Và động từ cô sử dụng ở đây là eat, thêm ing là eating. The dog is eating now. Con chó thì đang ăn bây giờ. Tiếp theo, two, Bob the internet at the moment. Trạng từ chỉ thời gian cô đang sử dụng ở đây là at the moment. Cô có cụm từ surf the internet, có nghĩa là lướt internet hoặc lướt mạng. Vậy thì cô sẽ sử dụng động từ ở đây là surf. Cô có chủ ngữ là Bob, tên riêng thì sẽ đi với động từ to be là is. Và động từ surf nó không nằm trong các quy tắc trên này mà nó nằm ở quy tắc đầu tiên, thì cô sẽ thêm ing bình thường sẽ là surfing. Bob is surfing the internet at the moment. Hiện tại thì Bob đang lướt internet. 3. I a film on TV now. Từ chỉ thời gian ở đây là now. Cô có chủ ngữ là I, sẽ đi với to be là am. Và động từ cô cần chia ở đây đó là watch, bởi vì watch a film là xem một bộ phim. Vậy thì watch cô sẽ thêm ing bình thường sẽ là watching. I am watching a film on TV now. Tôi thì đang xem một bộ phim trên TV. 4. She, her bike in the park. Câu số 4 thì các em có thể thấy ở đây cô có từ bike và park. Vậy thì cô sẽ đi với động từ là ride.
Động từ right nó kết thúc bằng nguyên âm e, vậy thì cô sẽ bỏ e và thêm ing. Chủ ngữ của cô ở đây là she, sẽ đi with to be là is. Bỏ e thêm ing sẽ là riding. She is riding her bike in the park. Cô ấy thì đang đạp xe trong công viên. Find you to music now. Vậy thì các em có thể thấy ở đây cô có từ music thì sẽ đi với động từ đó là listen to music, là nghe nhạc. Chủ ngữ của cô ở đây là you, sẽ đi với động từ to be là are. Listen thì nó nằm trong trường hợp đầu tiên, là các em sẽ chỉ cần thêm in bình thường. You are listening to music now. Bây giờ thì bạn đang nghe nhạc. Sit we a barbecue in the garden now. Vậy thì cô sẽ chia động từ còn lại đó là have. Vậy thì các em có thể thấy động từ have ở đây của cô kết thúc bằng nguyên âm e. Nó nằm trong quy tắc số 2. Vậy thì cô sẽ bỏ e và thêm ing. Chủ ngữ của cô đây là we, sẽ đi với động từ to be là are. Thêm ing là having. We are having a barbecue in the garden now. Bây giờ chúng tôi đang tổ chức tiệc nướng trong vườn. Đó là nội dung của 6 câu trong hoạt động số 2 cô đã hướng dẫn các em chia và thực hành làm bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 3. Correct the sentences. Use the words in brackets. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy sửa lại những câu sau, sử dụng những động từ trong ngoặc. Thì bên dưới đây cô có 4 câu như sau. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của ví dụ, sau đó là hoàn thành 3 câu còn lại. Cô có ví dụ sau. 1. Patty swimming, walk the dog. Patty đang bơi, dắt chó đi dạo. Vậy thì cô sẽ sửa lại là no, Patty isn't swimming, she walking the dog. Không, Patty không có đang bơi mà cô ấy đang dắt chó đi dạo. Vậy thì chúng ta sẽ ghi phủ định lại hành động đầu tiên và chia câu khẳng định cho hành động trong ngoặc. Công thức về hình thức phủ định và nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn thì cô đã giải thích cho các em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập. 2. The boys are reading, play football. Các chàng trai thì đang đọc sách và chơi đá banh. Vậy thì cô sẽ ghi câu phủ định cho hoạt động đầu tiên và câu khẳng định cho hoạt động trong ngoặc. Vậy thì cô sẽ chia như sau. No. The boy. Cô sẽ chia câu phủ định thì cô sẽ thêm not sau động từ to be are, sẽ là are not, cô viết tắt là aren't. Reading. Không, những chàng trai thì không có đang đọc sách mà họ thì đang chơi đá banh. Vậy thì cô sẽ chia câu khẳng định là they sẽ đi với to be là are. Và động từ play cô thêm in bình thường sẽ là playing football. Không, những cậu bé thì không có đang đọc sách mà họ đang chơi đá banh. Tiếp theo, 3. They are skiing, make a snowman. Họ thì đang trượt tuyết và tạo người tuyết. Vậy thì cô cũng sẽ chia câu phủ định cho câu đầu tiên và câu khẳng định cho những động từ trong ngoặc. No. Câu phủ định thì cô sẽ thêm not. Are not, cô viết tắt là aren't. Động từ skiing bình thường. No, they are skiing. Câu tiếp theo thì cô sẽ chia là chủ ngữ là they, divide to be là are, động từ của cô là make. Kết thúc bằng nguyên âm e thì cô sẽ bỏ e thêm ing. Sẽ là making a snowman. No, they are skiing, they are making a snowman. Không, họ thì không có đang trượt tuyết mà họ đang tạo một người tuyết. Tiếp theo, 4. Vin is visiting a museum, fish. Câu số 4. Tương tự như hai câu trên thì câu đầu tiên cô sẽ chia câu phủ định. Phủ định cô sẽ thêm not sau it sẽ là is not, viết tắt là isn't. Visiting cô ghi lại bình thường. A museum.
Câu tiếp theo. Vinh thì cô sẽ chuyển thành chủ ngữ là his. He is. Động từ fish, cô thêm in sẽ là fishing. No, Vinh isn't visiting a museum, he's fishing. Không, Vinh thì không có đang tham quan viện bảo tàng, mà cậu ấy đang câu cá. Đó là nội dung hoạt động số 3, cô đã hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 4. Read the theory box. Look at the picture, write question, then answer. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy đọc bản lý thuyết, nhìn vào bức tranh, viết câu hỏi và sau đó trả lời. Vậy thì trước tiên, cô và các em sẽ cùng nhau đọc bản sau, sau đó là cùng hoàn thành bài tập số 4 này. Cô có bản như sau: Present continuous, thì hiện tại tiếp diễn. Interrogative and short answer, hình thức nghi vấn và câu trả lời ngắn. Cô có hai cột như sau: Interrogative có nghĩa là câu nghi vấn và short answer là câu trả lời ngắn. Đầu tiên đối với chủ ngữ là I thì khi chuyển qua câu nghi vấn thì cô sẽ đưa động từ to be lên đầu câu, bởi vì chủ ngữ I sẽ đi với to be là am, cho nên khi đó cô sẽ đưa to be am lên đầu câu sẽ là am I sleeping. Tôi thì có đang ngủ không? Cô cũng có hai cách trả lời: Yes I am, vâng tôi có, hoặc No I'm not, không tôi không. Tiếp theo, đối với chủ ngữ là you thì sẽ đi với to be là are. Vậy thì khi đó cô sẽ đưa to be are lên đầu câu sẽ là are you sleeping. Động từ cô vẫn thêm in bình thường nha các em. Và cô cũng có hai cách trả lời: yes you are, vâng bạn có, hoặc no you aren't, không bạn không. On là hình thức viết tắt của are not. Tiếp theo đó là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, he she it, thì nó sẽ đi với động từ to be là is. Thì các em sẽ đưa to be lên đầu câu sẽ là is he sleeping. Anh ấy thì có đang ngủ không? Cô cũng có hai cách trả lời: yes he is, vâng anh ấy có, hoặc no he isn't, không anh ấy thì không có. Isn't là hình thức viết tắt của is not. Tiếp theo đó là chủ ngữ ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba số nhiều, thì nó sẽ đi với động từ to be là are. Cô sẽ đưa to be lên đầu câu là are we sleeping. Chúng tôi thì có đang ngủ không? Cô cũng có hai cách trả lời: yes, we, you, they are, hoặc no, we, you, they aren't. Are not là hình thức viết tắt của aren't. Thì sau đây cô có một ví dụ: Are you playing an online game? Not. Bạn có đang chơi một trò chơi online hay không? Vậy not. Vậy thì các em có thể thấy câu hỏi của cô ở đây là chủ ngữ you, cô sẽ đưa to be are và động từ play thêm in. Và cô sẽ có câu trả lời: No, Mr. Break, I'm sending a message to Maria. Không, Mr. Break, tôi thì đang gửi tin nhắn đến Maria. Vậy thì cô sẽ chia ở đây là câu khẳng định chủ ngữ là I, to be là am và động từ send thêm in bình thường. Vậy thì sau đây cô sẽ tóm tắt công thức của câu nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn như sau. Câu nghi vấn thì khi đó cô sẽ đưa động từ to be lên đầu câu. To be là am, is và are. Sau đó cô cộng với chủ ngữ và cộng với động từ cô cũng thêm in bình thường. Và cô có hai cách trả lời: yes, chủ ngữ cộng to be, hoặc no, chủ ngữ cộng to be và cộng not. Thì đó là nội dung của câu nghi vấn cô đã tóm tắt cho các em xong. Các em hãy ghi nhớ để bây giờ chúng ta sẽ áp dụng làm bài tập. Chúng ta sẽ quay lại nội dung hoạt động số 4. Thì cô có 5 câu như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ, sau đó là hoàn thành 4 câu còn lại. Cô có ví dụ: Want Mr. Smith eat, have a barbecue. Is Mr. Smith eating? No, he isn't. He's having a barbecue.
Mr. Smith thì có đang ăn hay không? Không, anh ấy thì không, anh ấy đang có một buổi tiệc nướng. Vậy thì, các em có thể thấy ở đây, dấu X có nghĩa là câu trả lời của chúng ta là có hoặc không và đây là hành động mà họ đang làm. Ở đây cô có chủ ngữ là Mr. Smith là chủ ngữ tên riêng cho nên cô sẽ đi với động từ to be là is, động từ eating, thêm in, bình thường và câu trả lời và câu trả lời lại. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đến với number 2, Mark and Bill take a bike ride, eat sandwiches. Câu số 2, cô có chủ ngữ ở đây là Mark and Bill. Động từ của cô ở đây là take, kết thúc bằng nguyên âm e thì cô sẽ bỏ e thêm in là taking. Mark and Bill là hai chủ ngữ cho nên cô sẽ đi với động từ to be là are. Và câu trả lời của cô cũng là câu phủ định và câu trả lời lại là eating sandwich. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Task for number 2. Câu số 2. Cô sẽ đưa to be lên đầu câu là to be are bởi vì Mark and Bill là hai chủ ngữ. Are Mark and Bill. Động từ của cô là take thì cô đã hướng dẫn các em rồi, cô bỏ e thêm in taking a bike ride. Mark và Bill thì có đang đạp xe hay không? Vậy thì cô sẽ trả lời là no. Mark và Bill là hai chủ ngữ thì cô sẽ trả lời là no, they are not sẽ là they aren't. No, they aren't. They are eating sandwiches. They are. Và câu trả lời lại của cô cũng chia hình thức của thì hiện tại tiếp diễn nha các em. Và chia hình thức khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn. Thì cô có chủ ngữ cộng to be cộng động từ thêm in và các thành phần phía sau. Không, họ không, họ thì đang ăn bánh sandwich. Tiếp theo, câu số 3. 3. Anna and Mary drink tea, talk. Câu số 3, cô có chủ ngữ là Anna and Mary. Cũng là chủ ngữ số nhiều, cô sẽ đưa to be là are lên đầu câu. Are Anna and Mary drink, cô thêm in bình thường sẽ là drinking tea. Cô sẽ trả lời là no, they are talking. Anna and Mary drinking tea. No. Chủ ngữ là they are not là no, they aren't. They are talking. Cô sẽ chia câu khẳng định. Động từ talk thêm in. Không, họ không, họ thì đang nói chuyện. Tiếp theo. For Miss Smith, make a snowman, take photo. Chủ ngữ của cô ở đây là Miss Smith. Vậy thì là tên riêng thì cô sẽ đi with to be là is. Is Miss Smith make, cô bỏ e thêm in là making a snowman. Cô sẽ trả lời không và cô sẽ trả lời lại là she is taking photo. No, she is not, viết tắt là she isn't. She is taking photo. Miss Smith thì có đang làm người tuyết hay không? Không, cô ấy không, cô ấy đang chụp ảnh. Câu số 3, cô sẽ giải thích lại. Anna và Mary thì có đang uống trà hay không? Không, họ không, họ đang nói chuyện. Và tiếp theo câu còn lại. Find the dog, play và sleep. Chủ ngữ của cô ở đây là the dog là danh từ tên riêng số ít. Thì cô sẽ đi với động từ to be là is.
Is the dog playing? Cô thêm in bình thường. Và cô sẽ trả lời là Is he sleeping? Is the dog playing? Con chó thì có đang chơi hay không? Cô sẽ trả lời là no, it isn't. It is sleeping. Không, nó thì không, nó đang ngủ. Đó là nội dung hoạt động số 4 cô đã hoàn thành xong. Tiếp theo đây thì cô sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 5. Arts and arts in pairs. Use the idea below. Yêu cầu hoạt động số 5 là các em hãy hỏi và trả lời theo cặp, sử dụng các ý tưởng bên dưới. Thì bên dưới đây cô có 4 câu. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau thực hành. Chúng ta cũng đặt câu hỏi theo hình thức nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn và sau đó chúng ta cùng trả lời. Câu đầu tiên, one, you have an English lesson now. Câu số 1, cô có chủ ngữ của cô ở đây là you, động từ have. Vậy thì kết thúc bằng nguyên âm e, cô sẽ bỏ e thêm in là having. Chủ ngữ là you thì sẽ đi với to be là are. Vậy thì cô sẽ đặt câu hỏi là are you having an English lesson now? Có nghĩa là bạn thì đang có một bài học tiếng Anh bây giờ phải không? Task 5. Number 1. Vậy thì cô đang có một bài học tiếng Anh, vậy thì cô sẽ trả lời là yes, I am. Vâng, tôi có. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Your mom visits the market at the moment. Chủ ngữ của cô ở đây là your mom, là mẹ của bạn, động từ visit. Thì cô cũng thêm in bình thường. Your mom là mẹ của bạn là số ít nên cô sẽ đi với động từ to be là is. Is your mom visits, cô thêm in bình thường là visiting the market at the moment. Mẹ của bạn thì có đang đi chợ vào lúc này hay không? Vậy thì cô sẽ trả lời là yes, she is. Vâng, có. Tiếp theo, 3. Câu số 3. Your friends have a barbecue now. Chủ ngữ của cô đây là your friends. Friends là danh từ thêm s có nghĩa là có nhiều người bạn. Vậy thì cô sẽ đi với to be là are. Are your friends have, bỏ e thêm in là having a barbecue now. Having a barbecue now. Bạn bè của bạn thì đang có một buổi tiệc nướng đúng hay không? Vậy thì câu này cô sẽ trả lời là no, they aren't. Không, họ thì không có. Tiếp theo, câu hỏi cuối cùng. For your teacher watch TV now. Chủ ngữ của cô đây là your teacher, giáo viên của bạn. Danh từ số ít nên cô sẽ đi với động từ to be là is. Watch, cô thêm in bình thường sẽ là watching. Is your teacher watching TV now? Giáo viên của bạn thì có đang xem TV bây giờ hay không?
watching TV now? Cô sẽ trả lời là No, she is. Không, cô ấy không. Thêm nó là isn't. She is teaching us English now. Không, cô ấy thì không, cô ấy đang dạy chúng tôi tiếng Anh bây giờ. Đó là nội dung hoạt động số 5 cô đã hoàn thành xong. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến điểm ngữ pháp, đó là preposition of moment. Giới từ về sự di chuyển. Thì bên dưới đây cô có những giới từ như sau. To có nghĩa là đến, into nghĩa là vào trong, onto lên trên, across có nghĩa là băng qua, along dọc theo, out nghĩa là ra ngoài, over vượt qua và through nghĩa là xuyên qua. Thì Kem có thể nhìn thấy các bức tranh diễn tả về ý nghĩa của những từ vựng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến activity 6. Activity 6, choose the correct preposition. Yêu cầu hoạt động số 6 là các em hãy chọn giới từ đúng. Thì bên dưới đây cô có 5 câu, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và sau đó hoàn thành bài tập này. Cô có câu đầu tiên. One, Daddy putting sausage onto into the barbecue. Ba thì đang đặt xúc xích lên trên hay là vào trong cái bếp nướng. Vậy thì câu này cô sẽ đặt đáp án là onto là lên trên, chứ mình không thể nào là đặt vào trong được. Two, she's swimming across over the river. Cô ấy thì đang bơi băng qua hay là vượt qua cái dòng sông. Vậy thì thông thường là chúng ta sẽ băng qua chứ không phải là vượt qua, là giống như là nhảy từ bên này qua bên kia sông rồi. Vậy thì cô sẽ chọn đáp án là across. Cô ấy thì đang bơi qua sông. 3. The children are diving into along the sea. Những đứa trẻ thì đang lặn into nghĩa là vào trong và along có nghĩa là dọc theo biển. Vậy thì câu số 3 cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là into. Những đứa trẻ thì đang lặn xuống biển. Into là vào trong thì mình sẽ là lặn xuống biển chứ không phải là lặn dọc theo biển được. 4. She's coming through out the theater now. Cô ấy thì đang đến xuyên qua hay là ra ngoài cái rạp chiếu phim bây giờ. Vậy thì cô sẽ chọn đáp án là out. Có nghĩa là cô ấy thì đang bước ra khỏi cái rạp chiếu phim. 5. Look, he is jumping up over the fence. Câu số 5, hãy nhìn kìa, anh ta thì đang nhảy up ra ngoài hay là over là nhảy qua, vượt qua cái hàng rào. Vậy thì cô sẽ lựa chọn đáp án là over. Chúng ta sẽ nhảy vượt qua cái hàng rào. Nhìn kìa, anh ta thì đang nhảy qua hàng rào. Fence nghĩa là hàng rào. Thì đó là nội dung hoạt động số 6 cô đã hoàn thành xong. Sau đây cô sẽ tổng kết toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này như sau. Cô có từ vựng đầu tiên đó là preposition of movement, nghĩa là giới từ chỉ sự chuyển động. Từ số 2, cô có từ to có nghĩa là đến, giới từ. Từ số 3, cô có từ into nghĩa là vào trong. Từ số 4, cô có từ onto có nghĩa là lên trên. Từ số 5, cô có từ across có nghĩa là băng qua.
theo từ số 6, cô có từ along có nghĩa là dọc theo. Từ số 7, cô có từ out nghĩa là ra ngoài. 8, cô có từ over vượt qua. 9, cô có từ through có nghĩa là xuyên qua. 10, cô có từ fence hàng rào. Thì các từ từ số 2 cho đến số 9 là những giới từ. Đó là toàn bộ 10 từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 6 bài tập trong lesson 4B. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.